Chú chó này đang bị một bầy sói bao vây, nó muốn chạy lắm nhưng đường cùng rồi lên rất rộng, quyết đương đầu một mình chấp hết đám đối phương. Vậy nhưng ba đánh một chẳng chột cũng que, chỉ ít phút nó đã bị cắn cho bé bét nhè. May thay một con sư tử xuất hiện, nó nhảy xuống và cho đàn sói không trượt phát nào, bọn chúng sợ hãi cúp đuôi chuồn mất. Thì ra nó và bạn của cô chó, cả hai lâu ngày gặp lại mừng rỡ trao gửi yêu thương. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đường về nhà của chú chó còn thử thách nào chờ đợi phía trước thì mời mọi người đến với bộ phim hôm nay nha. Nơi đầu tiên con cờ hó này sinh sống là một khu nhà bỏ hoang, cuộc sống đang vui thì bỗng nhiên có hai kẻ lạ đột nhập, đó là sĩ quan quản lý chó mèo, họ đến để bắt tất cả vào trại. Mèo mẹ bắt kịp xu thế nên đã tha mèo con đi trốn, ấy cha bọn xấu lại nhắm đến má mì của nó. Cờ hó đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình, mèo mẹ nhanh trí tha cô nàng đi trốn. Nhưng nó vẫn nhìn theo hướng má mì của mình, với ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại má mì nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mèo mẹ đã nuôi cô nàng khôn lớn và mèo mẹ trở thành mẹ của cô nàng. Rồi bỗng một ngày nọ có hai người tình nguyện viên tốt bụng, ngày nào cũng cho các bạn mèo con ăn và các bạn mèo đã tin tưởng hai người họ. Cô nàng chợt nghĩ người khác đã lấy đi gia đình mình và rồi người đàn ông Lucas này lại mang hơi ấm cho cô nàng. Khi ấy cô nàng bất chợt nhận ra anh là chân ái của mình, thế là cô nàng chạy thật nhanh vào lòng Lucas. Lucas rất vui khi nhìn thấy cún con, thế là đặt cho cô nàng một cái tên là Bella. Lúc này Lucas với bạn gái anh ấy giành nuôi Bella. Bởi vì Bella thật sự rất dễ thương, thế là Lucas đã được nhận nuôi Bella. Vì mẹ Lucas ở nhà cả ngày, nên ngay khi Lucas không rảnh cũng có thể trông Bella và có thêm một con chó sẽ tốt hơn cho bà ấy. Bella liếm Lucas rất hào hứng, có vẻ nó thật sự rất thích anh. Bạn gái Lucas hỏi Bella, mày thấy gì ở anh ấy mà tao không có hả cuốn con? Ông chủ đất đến đuổi họ ra khỏi chỗ khu đất hoang, Lucas tạm biệt bạn gái và dẫn Bella về nhà. Vừa mở cửa ra Bella chạy một mạch đến chỗ mẹ Lucas luôn. Ôi là trời, thật là một cô nàng biết nịnh nè, mọi thứ sẽ ổn thôi khi có Bella ở bên cạnh mẹ. Mẹ Lucas bảo ấy chả chắc rối nhất là chủ nhà không cho người chó này con. Lucas nói hãy cứ vô tư đi mẹ và đừng lo lắng gì cả, vậy là Bella có một mái ấm mới tốt hơn. Kể từ ngày đó Bella trở nên tăng động hơn, chủ với chó nô đùa quấn quýt, chơi bóng bánh chạy khắp căn nhà. Bella cứ nhoi nhoi như con giòi, nó ngoạm chiếc giày của Lucas ra một chỗ rồi nhai không trượt phát nào. Bella thích nhất là mùi của Lucas và cái mình của Lucas nữa vì nó có mùi của anh ấy thật là tuyệt vời. Trò chơi quan trọng nhất cũng làm Bella yêu thích nhất là Lucas hỏi Bella có muốn một miếng phô mai béo ngậy không nào. Ôi chao, miếng phô mai nhỏ xíu lấp lánh, nó làm Bella có cảm giác mạnh mẽ như có ma lực vậy. Bella sơ liền trong một nốt nhạc, ấy cha mẹ ơi, cảm giác dơ mốt nhất đời Bella. Lucas đem lại cho cún con sự an toàn ấm áp, chắc đó là tình yêu thật sự. Sáng hôm sau Lucas phải dậy sớm đi làm, đó là trò chơi mà Bella không thích bởi Lucas sẽ vắng nhà. Thôi thì đành chơi với chiếc mình của Lucas vậy. Nhưng nó chả giống Lucas chút nào, mỗi ngày Lucas dành sẽ dẫn Bella đi thăm gia đình mèo của mình trong khu đất hoang, quấn quýt một hồi lại ai về nhà nấy. Tới giờ ngủ là tiết mục Bella thích nhất, ôi miếng phô mai nhỏ xíu, miếng phô mai tan chảy ngon hết sảy con bà bảy, thật là hạnh phúc quá đi. Và tới giờ Bella phải chui vào mình ngủ thôi, Bella cảm thấy Lucas chủ nhân của mình, còn mình là con chó của anh ấy, Bella đã có mái nhà. Khi Lucas đi làm sẽ có mẹ anh chăm sóc Bella, một ngày đẹp trời Bella được bà dắt đi dạo, bất chợt Bella thấy một con sóc, ngay lập tức con vít đuổi đối phương. Ôi sao nó chạy nhanh như gió, trèo lên cây nhìn con chó lêu lêu. Bella nghĩ nhất định lần sau không cho con sóc chạy đi dễ dàng như vậy, thế là bị mẹ kéo Bella về. Bella rất yêu bà, nhưng bà không thật sự hiểu Bella. Ấy chà, cái mùi này của ông chủ khu đất hoang đáng ghét, ông ấy đến để thương lượng. Chuyện Lucas rút lại đơn khiếu nại có gia đình mèo sống ở khu đất hoang chứ gì, không đời nào nha cưng, đừng có đe dọa mẹ này là Bella cắn bây giờ. Ôi không, lại muốn gây chiến với mẹ kìa, muốn bị cắn bầm mình hả, cuối cùng ông ấy cũng bỏ đi. Rồi mùa đông lại đến, thôi ra ngoài thư giãn nào, Bella hỏi nó là gì đó sao lại lạnh và ẩm ướt nữa. Ôi kem ư, đó là kem đang rơi từ trên bầu trời xuống. Lucas nói với Bella đó là tuyết, chỉ là tuyết thôi Bella, giờ thì ra chơi với tuyết nào Bella. Lucas với Bella ra quẩy tung chảo, cả hai chơi bắt bóng trên tuyết, rồi Lucas dạy Bella chơi cầu trượt. Bella yêu Lucas và thích chơi cùng anh ấy, và mỗi khi Lucas về nhà Bella cảm thấy niềm vui lan tỏa toàn bộ cơ thể mình. Lúc này có một lá thư cảnh báo là chủ nhà không cho nuôi chó, thế là Lucas và mẹ dẫn Bella đến chỗ làm. Hôm nay Bella phải đi làm nha, ủa rồi sao cho Bella vào đây, cô nàng không thích ở đây tí nào, Lucas còn bảo không được sủa. Chờ đã Lucas, anh đi đâu thế, Bella chắc chắn không muốn chơi trò này tí nào, sao Lucas đi lâu vậy ta, thôi sủa chút cho Lucas biết nha. Ô thế là Lucas đã quay lại, cả bạn gái của anh ấy và có thêm một chú lạ mặt. Chú ấy dẫn Bella lại khu tập trung của hội cựu chiến binh, cô nàng thật sự rất thích đi làm. Thế là ngày nào Bella cũng được đi làm, có một anh ngồi xe lăn đưa Bella trên chiếc xe nhỏ của anh ấy, còn đút kem cho Bella từng miếng. Bella thật sự thích giật ủi lắm, rồi có một trò chơi trốn tìm với bác sĩ gan, mỗi lần như vậy Bella đều chiến thắng.
Hôm sau Lucas tập cho Bella cách chạy về nhà, rồi tình cờ Bella lại nhìn thấy con sóc đó, lần này là chết với chị nha em trai, Bella rượt cho nó chạy té khói luôn. Đang hăng thì Bella bị Lucas bắt gặp, thêm vào đó còn có viên sĩ quan trong cục kiểm soát chó mèo muốn bắt Bella. Lucas đã cố gắng kêu Bella về nhà mà cô nàng không chịu chạy đi, thế là bị nhốt lên đồn cùng với mấy con chó khác. Bella chưa hiểu tại sao lại bị nhốt nên ngoan ngoãn không sủa, đợi Lucas đến đón. Sáng hôm sau thì Lucas và bạn gái anh ấy đã đến đón Bella về nhà, rõ ràng là rất vui mà Bella không hiểu sao mọi người lại buồn. Rồi lúc này Lucas lại đưa Bella đi đâu thế, sao Lucas không đi chung với Bella? Bella đã đến một nơi xa lạ mà gia đình họ đều rất tốt với Bella, nhưng không phải là gia đình của nó. Bella nhất định phải về nhà với Lucas và mẹ, thế là Bella quyết định nhảy qua rào luôn. Bella mừng sắp được về nhà rồi, cố gắng chạy thật nhanh đến đường lớn. Bella biết rằng đường về nhà rất xa, nhưng chắc chắn mình đang đi đúng hướng. Cảm giác bây giờ y như thỉnh kinh vậy, Bella vẫn muốn gặp lại Lucas nên tiếp tục băng qua dãy núi. Đêm đầu tiên Bella quá mệt mỏi phải dừng lại nghỉ ngơi, mà gặp toàn sinh vật lạ vậy trời. Sáng hôm sau lại bắt đầu hành trình mới, Bella cuối cùng cũng về tới thị trấn. Để tìm kiếm cái gì ăn, Bella thấy đàn chó đang ăn nên tính lại góp vui, ai dè gặp anh chó mặt sệ nhầu như chưa đi cầu nên sợ liền. Bella lại ngó qua chú lông xù xì thì được mời lại ăn luôn, Bella chạy lại nhập bọn, tăng xin giảm mua tích cực ăn trực. Đến tối cả bọn đều giải tán, lông xù mời Bella ngủ lại nhưng Bella phải tiếp tục tìm đường về nhà. Trên đường đi Bella đã học được cách săn mồi, cũng nhờ anh chó mặt sệ dạy Bella. Trong lúc đi vào rừng Bella nghe tiếng súng và đã ngửi thấy mùi máu tanh, một con vật nào đó đã dính trưởng, đó là con vật lớn nhất mà Bella chưa từng thấy. Vậy mà có hai người đàn ông lại ẵm lên chụp hình các kiểu con đà điểu, họ coi đó như chiến lợi phẩm tốt nhất, check-in 7749 tấm luôn. Bella chuẩn bị đi lại thấy một con mèo, nó trông như một con mèo mẹ, ủa rồi sao nó lại đi theo Bella? Trời ơi, Bella nhận ra nó chỉ là một con mèo chưa trưởng thành, vẫn chỉ là con mèo con thôi, và chúng trở thành bạn đồng hành của nhau. Mèo con chia sẻ đồ ăn cho Bella, rồi hai đứa ngủ cùng nhau thật ấm áp. Hàng ngày Bella đi săn mồi về cho chú mèo con, Bella như một con mèo mẹ thật sự, giết rồi Bella trở thành chú chó trông đồ ăn chuyên nghiệp. Sau đó mèo con ngày càng lớn hơn và thường xuyên đi săn đêm đem đồ ăn về cho Bella. Giờ thì mèo con lớn ôm Bella ngủ được luôn. Bỗng một ngày có một bầy sói tấn công Bella và mèo con lớn, Bella đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ mèo con lớn, may mà có ba chàng trai lại giải vây cho Bella. Tối hôm đó chàng trai thấy bản tên Bella và số phone của Lucas, anh ta đang gọi thử thì có một anh chàng khác bất ngờ gặp mèo con lớn, thế là cả bọn bỏ cuộc chạy lấy người. Bella thấy vậy chôn bọc thịt về chia sẻ với mèo con lớn, thời gian trôi qua thì đã đến mùa đông tuyết rơi, cả hai cùng chơi đùa trong tuyết. Mèo con lớn chạy ra đến mặt hồ, Bella cũng bắt chước chạy đến chơi đùa với mèo con lớn, cả hai ôm nhau lăn lộn rất là vui, Bella liếm mặt mèo con lớn vô cùng tình cảm. Mèo con lớn dạy cho Bella cách đi cầu gỗ, Bella sợ hãi các kiểu nhưng cuối cùng cũng qua được. Bất chợt Bella nghe tiếng kêu của một chú chó, Bella chạy đến thì tự nhiên gặp lở tuyết và có một người đàn ông bị chôn vùi trong tuyết. Nó vội vàng cùng con chó của anh ta cào tuyết, sau đó 911 đã cứu được anh ta, còn Bella bị dẫn đi theo hai người đàn ông đó. Bella nhìn lại mèo con lớn mà luyến tiếc, hai người đàn ông tốt bụng đã đưa Bella về nhà. Đêm xuống khi Bella đang ngủ thì thấy mèo lớn ngoài sân, tuy nhiên kín cổng cao tường nên cả hai không gặp được nhau. Sáng hôm sau trên xe, người đàn ông chơi trò đoán tên với Bella, thật tình cờ khi anh ấy đoán trúng tên Bella. Buổi chiều Bella cùng Dot chơi ngoài sân, có vẻ như Dot rất hạnh phúc ở chốn này. Tối đến Bella ngủ cạnh người bạn mới thật là ấm áp, tuy nhiên nó vẫn luôn nhớ về mèo lớn và Lucas của mình. Vài ngày sau hai chú chó được đưa đến nhà chủ của Dot, có vẻ như ông ấy không thể nuôi Dot nữa nên hai người đàn ông đã nhận trông nom thay. Trong một lần vào rừng chơi cùng Dot, Bella nhớ mèo con lớn nên muốn đi tìm. Bella dù không lỡ xa Dot, tuy nhiên nó vẫn phải tiếp tục hành trình của mình. Bella đi qua thêm ngọn núi rồi thấy được thị trấn. Bella ngửi thấy mùi gà thế là lao vào siêu thị, chỉ trông một bịch thôi còn kệ tàn cuộc. Bất ngờ Bella lại gặp một ông chú lang thang, vậy là bị ông lôi kéo ra nhập hội cái bang, hàng ngày lang thang xin đồ ăn nước uống. Bella cùng chú ấy ngắm bờ sông và trải qua mùa đông lạnh giá. Khi mùa đông ấy trôi đi, ông chú dẫn Bella vào rừng sâu, không may chú ấy về với các cụ, mà Bella bị xích giữa trời lạnh thấu xương. Mấy ngày trôi qua Bella đã chén hết đồ ăn nước uống và sắp chết vì khát, nó nghĩ rằng cả thế giới đã bỏ rơi mình. Cái đói cái lạnh khiến Bella dần kiệt sức, khoảnh khắc ấy nó đã nhớ tới lời Lucas thúc giục, về nhà đi. Kỳ tích xuất hiện khi hai cậu bé vô tình đạp xe tới, họ đã cởi xích giúp Bella, nó ngay lập tức chạy xuống dòng nước suối, chưa bao giờ Bella thấy nước lã ngon đến vậy. Bella lại đi qua khu rừng nữa thì đã đến đêm, bất chợt Bella ngửi thấy mùi lạ khắp nơi, ô đó là đàn sói ư, nó đang nhìn Bella kìa. Ô vậy là Bella là con mồi của bọn nó hả, 36 kế chuồn là thượng sách, mừng quá cuối cùng cũng có nơi an toàn để ngủ một giấc rồi. Sáng hôm sau Bella lại tiếp tục hành trình của mình, chưa đi xa đã bị đàn sói hôm qua nó dí, ba chân bốn cẳng Bella chạy sấp mặt lờ, nhưng rất nhanh đã vào đường cụt. Chẳng còn cách nào khác Bella đành quay lại đương đầu với địch, tuy nhiên ba đánh một không chột cũng què, bị đám sói cắn cho thương tích đầy người.
Bỗng nhiên có một tiếng gầm lên, Bella ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đó chính là mèo con lớn. Nó xuất hiện như một vị thần, lao xuống và cho đám sói tan nát chạy mất hình. Mèo con lớn bây giờ đã trưởng thành, đó quả là một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc, cả hai liếm lông cho nhau vô cùng tình cũ. Mèo con lớn dẫn Bella đi tìm một chỗ ngủ, sáng thức dậy Bella nhìn thấy một đàn bò trong một nông trại, Bella cảm giác đây là đâu và tôi là ai. Lúc này mèo con lớn đi lên ngọn núi, Bella chạy theo và đã nhìn thấy thành phố của mình. Bella muốn mèo con lớn đi cùng mình, tuy nhiên mèo con lớn sao có thể sống với con người ở đó, vậy là cả hai chào nhau tình cảm rồi chia tay. Ánh mắt buồn bã mèo con lớn nhìn Bella, hành trình về nhà của chú chó lại tiếp tục. Đến đường quốc lộ, Bella sợ hãi vì xe cộ cứ lao vun vút, nhưng nó vẫn quyết định sẽ băng qua đường, nhưng chiếc xe dừng đột ngột gây ra ùn tắc giao thông. Vài người muốn bắt Bella khiến nó cắm đầu chạy, băng qua làn đường phía dưới không may bị xe tông trúng, dù Bella có thể đứng dậy nhưng què một chân. Bella vẫn tập tễnh chạy về phía trước, những ngôi nhà cùng đường phố nhìn quen thuộc hơn. Chỉ một lát sau Bella đã về đến nơi, nó sủa ầm ĩ gọi Lucas và mẹ quá trời. Tuy nhiên mở cửa lại là một người phụ nữ xa lạ, Bella lao vào nhà nhưng không thấy Lucas với mẹ đâu, mọi thứ không còn như xưa nữa. Quá mệt mỏi Bella nằm xuống thiếp đi, mèo mẹ ở khu nhà bỏ hoang bất ngờ xuất hiện, cả hai đang chào hỏi thì ông sĩ quan bắt Bella ngày trước bước vào. Bella hoảng hốt chạy vụt qua cửa sổ, quay đầu chào mèo mẹ rồi tiếp tục lên đường tìm chủ nhân. Bella đến trung tâm dành cho cựu chiến binh, đó là nơi Lucas hay dẫn nó đến chơi. Những cựu quân nhân đã nhìn thấy Bella, họ liền gọi cô nàng lại mà cưng nựng. Lucas quay đầu bất ngờ khi chó yêu xuất hiện trước tầm mắt, cả hai ngay lập tức rảo bước chạy lại phía nhau. Lucas mừng rỡ hỏi Bella thời gian qua ở đâu, nhưng chó không biết nói nên Bella chỉ liếm láp chủ nhân. Bạn gái cùng mẹ Lucas cũng đến, họ cùng nhau đưa Bella đến phòng khám thú y. Một tay sĩ quan chặn đường đòi bắt Bella, anh ta còn kéo nguyên tổ đội của mình theo cùng gây áp lực. Lúc này cảnh sát trưởng cũng có mặt, ông ấy hỏi ai là người bảo lãnh cho Bella, mọi người đều đồng loạt giơ tay, tuy nhiên viên cảnh sát vẫn cho rằng Bella cần được đưa về trung tâm. Các cựu chiến binh đồng loạt lên tiếng can ngăn, thấy họ căng quá cảnh sát trưởng đành nhượng bộ, mà thật ra ông cũng ủng hộ hành động nhân văn ấy. Viên cảnh sát tỏ thái độ vẫn cố cảnh báo, nếu Bella ra đường sẽ bắt ngay và luôn. Cảnh sát trưởng liền cho anh ta nghỉ việc, với lý do đã có quá nhiều dân lên tiếng phàn nàn. Ông ấy còn hạ lệnh cấm ai được bắt Bella, trừ trường hợp nó tấn công người khác. Cuối cùng Bella đã được trở về nhà, từ đó về sau nó không bao giờ rời xa căn nhà của mình nữa. Cuộc đời con người cũng giống hành trình về nhà của Bella, đi xa kết thêm nhiều bạn mới, rồi nhận thấy gia đình là nơi mình muốn trở về. Hôm nay đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.